người ta có cái mục giảm giá thì mình có mục điểm cộng ha. Như vậy trong này chúng ta có thể thêm đối với lại sinh viên. Bây giờ ở dưới các bạn bị sai nè. Thứ nhất là trong cái package lớp 4 thầy tạo package sinh viên. Trong package sinh viên, xin lỗi, trong class sinh viên thầy sẽ quản lý đây thông tin sinh viên, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, và bây giờ thầy thêm điểm cộng. Điểm cộng. Và chú ý giúp thầy, khi chúng ta đặt tên thì lưu ý giùm tên của các thuộc tính, tức là tên biến, thì chúng ta đặt ký tự đầu tiên là viết thường. Và chỗ nào viết khoa thì phải nhớ chính xác. Tên của phương thức thì chúng ta viết khoa đầu tiên để nó phân biệt được thuộc tính và phương thức. Nhìn cho nó dễ. Cái thứ hai là chỗ này đối với lại riêng cái đặc biệt mà get và set thì người ta lại không dùng viết khoa đầu tiên. Kể cả trong Java người ta cũng ghi là get set thì viết thường. Thì những cái quy định này mình làm cho nó quen tay, và mình làm quen thì người khác cũng quen và cả xã hội quen. Tất cả lập trình viên đều quen. Thì nó trở thành giống như cái luật bất thành văn vậy đó. Rồi, một cái nữa là sau khi chúng ta định nghĩa ở bên này xong thì chúng ta có một cái lớp riêng để chúng ta xài nó. Vậy thì cái lớp của thầy là sinh viên gạch dưới B1, và tại vì bên này thầy ghi là sinh viên gạch dưới B1. Cái lớp của thầy có tên như vậy. Tức là cái class name này nè, sinh viên gạch dưới B1. Thì bên này thầy xài là sinh viên gạch dưới B1. Chứ các bạn đâu có làm theo thầy được, trong khi các bạn ghi bài 1 mà các bạn ghi giống như thầy sinh viên gạch dưới B1, nó đâu có thấy. Được chưa? Rồi bên cái đề người ta yêu cầu là giảm giá. Như vậy thì trong cái phần tính thuế đó có tính giảm giá vô. Nâng cấp sản phẩm bằng cách bổ sung và cài đặt cái truy xuất cho phương thức xuất thành private. Đó. Và phương thức get, public cho xuất và private cho get. Get thuế thu nhập. Như vậy ở chỗ này giữa cái public và private có gì khác? Ví dụ bên này cái phần get điểm của thầy, thầy để là public. Thì ở đây nếu như thầy gõ vô là sv chấm, mình thấy được get điểm không? Thấy, thấy get điểm trung bình luôn. Được không? Nhưng nếu trong trường hợp mà chỗ này cái get điểm này thầy đổi lại thành private. Private là gì ta? À, riêng. Thì ở chỗ này mình chấm lại, mình không còn thấy get điểm trung bình nữa. Bởi vì cái private là nó chỉ có được xài trong lớp này thôi. Ví dụ mình xài ở đâu? Đây. Get điểm trung bình thì nó thấy. Còn bên ngoài lớp không thấy nữa. Và phía bên trong cái điểm trung bình tính như thế nào mình không biết. Chỉ có được quyền ở bên trong lớp mới thấy thôi. Đó là chuyển đổi thành private. Đồng thời bổ sung thêm hàm khởi tạo. Hàm tạo nè. Hàm tạo thứ nhất gồm 3 tham số: tên, giá và giảm giá. Hàm tạo thứ hai là chỉ có tên và giá thôi, mà nó không có giảm giá, là ngầm hiểu không giảm. Như vậy của mình thay vì giảm giá thì thầy làm là cộng điểm. Có tên, có điểm và có cộng điểm thì coi như có điểm cộng. Còn nếu không có cộng điểm thì điểm cộng là không. Viết chương trình tạo sản phẩm bổ sung. Ở đây chúng ta sẽ có hàm khởi tạo nè.
Chỗ này có 3 thông số. Hàm thử tạo có 2 tham số. Vậy thì mình sẽ làm cái gì ở chỗ này? Ở đây, đối với cái điểm cộng của chúng ta, điểm cộng, mình sẽ tạo một cái hàm khởi tạo. Nêu một cái hàm khởi tạo của chúng ta là public. Hàm khởi tạo là giống cùng tên với tên lớp, mở ngoặc có 3 tham số, còn mình ở đây là có đến 5 tham số. Thứ nhất là tên, thứ hai là toán, lý, hóa, cộng. Nhưng mấy cái này mình không có phẩy được nhé. Mấy cái này mình không có phẩy được, thầy ghi để cho nó nhanh thôi. Còn lúc này chúng ta phải copy cái double này ra. Copy cái double này ra. Đó. Như vậy mình sẽ có được tên, có điểm toán, có điểm lý, có điểm hóa, có điểm cộng. Được không? Và mình tự tạo như vậy cũng được. Còn không, mình sẽ để máy nó tạo bằng cách lý chuột phải, insert code, constructor, select all, khởi tạo. Được không? Một nốt nhạc, nó tự tạo cho mình. Hả? Lý chuột phải, insert code, constructor, chọn tất cả các cái thuộc tính. Được không? Rồi generate, tạo ra. Được không? Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái phương thức tương tự như vậy, nhưng nó không có điểm cộng. Tất nhiên nếu bạn copy ra thì nó sẽ báo lỗi. Lý do là hai phương thức này giống nhau. Nhưng bạn bỏ điểm cộng đi thì hai phương thức khác nhau. Nhưng mà bỏ điểm cộng rồi thì điểm cộng của chúng ta sẽ gán bằng 0, là coi như không cộng. Được không? Điểm cộng sẽ gán bằng 0, là coi như không cộng. Đây là một cách. Một cách khác người ta sẽ làm theo như trong bài, gọi this, mở ngoặc, gán lại các giá trị, và giá trị cuối cùng là bằng 0. Thì chỗ này this tức là gọi lại chính class này, gọi lại chính cái hàm khởi tạo, mà nó không có cái chữ sản phẩm ở đâu đây hết trơn, nó chỉ có this thôi. Vậy chỗ này mình có cách khác, mình sẽ gọi lại this, mở ngoặc, tên sinh viên phẩy điểm toán phẩy điểm lý phẩy điểm hóa phẩy, thay vì điểm cộng thì mình ghi là 0. Điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm cộng, ghi là 0. Double 0.0. Rồi. Như vậy mình khai báo cái điểm cộng đó là tên thì nó lấy tên vô, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm cộng thì nó lấy 0 vô. Như vậy thì cái này là nó đang gọi cái phương thức phía trên này các bạn. Đó là cái cách gọi lại cái phương thức khởi tạo. Và chúng ta cũng nên viết một cái phương thức khởi tạo mà không đối số.
Rồi. Như vậy mình viết đầy đủ các phương thức khởi tạo rồi đó. Khởi tạo không đối số. Khởi tạo có đầy đủ các đối số. Khởi tạo chỗ này không có điểm, không có điểm cộng. Vậy điểm cộng của mình sẽ dùng vô đâu? Bên kia là có giảm giá thì lấy thành tiền, đúng không? Nếu mà người ta có giảm giá thì tí nữa người ta sẽ tính gì? Thành tiền. Getter, setter có liên quan gì đến thành tiền không? Không thấy hả? Có chỗ nào thành tiền không? Có chỗ nào mà xài đến cái giảm giá này không? Chưa thấy không? Rồi bây giờ cái bài của mình đối với lại sinh viên thì phần tính điểm này nè, chia 3 xong mình cộng với điểm cộng. Ví dụ như các bạn thi đại học đi, toán lý hóa chia 3 cộng với điểm ưu tiên, ví dụ như vậy, thì ra mình cái điểm cuối cùng của các bạn thì mình có điểm ưu tiên vô. Bây giờ bài của chúng ta yêu cầu là gì? Tạo ra hai sản phẩm, một sản phẩm có giảm giá và một sản phẩm không giảm giá. Vậy mình sẽ làm ở đây. Tạo ra hai sản phẩm. Tạo ra hai sản phẩm. Mình không dùng cái này nữa ha. Bởi vì cái khởi tạo này của mình là không có tham số vào. Bây giờ mình sẽ khởi tạo hai cái sinh viên mới mà có tham số vào. Như vậy mình cũng là sinh viên B1.SV1 bằng new sinh viên. Nhưng bây giờ các bạn thấy ở trên bảng chúng ta xuất hiện cái gì? Nó không chỉ có một phương thức khởi tạo mà có đến hai phương thức có tham số và một phương thức không tham số. Là mấy cái mà mình viết hồi nãy bên kia nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ khởi tạo cái đầy đủ trước. Tên, điểm toán, điểm lý, điểm hóa và điểm cộng. Được không? Ví dụ tên. Tên này ở dạng gì đấy? String. Vậy string mình phải gõ vô nháy kép. Ví dụ như Dũng. Điểm. Điểm toán. Ví dụ như mình cho điểm toán là gì? 8 điểm. 8.0. Phải điểm lý. 6.0. Điểm hóa. 9.0. Và điểm cộng 1.0. Và chúng ta có sinh viên đầu tiên. Có sinh viên đầu tiên. Bây giờ sinh viên 1 này có cần nhập không? Không cần nhập. Mình sẽ sinh viên 1 chấm xuất. Sinh viên 1 chấm xuất. Chạy thử coi nào. Bây giờ mình cho chỗ này nó khác, khó nhìn quá. Bây giờ mình cho điểm toán lý hóa 6, 8 hết đi. 3 con 8. Thì 8.0 cộng 1 nữa là 9. Được không? Trung bình là 8. Cộng 1 là 9. Bây giờ mình làm sinh viên thứ 2. Sinh viên 2. Sinh viên 2. Không có điểm cộng. Cũng toán là 8. Lý 8 hóa 8. Và bạn này là bạn Nam đi. Rồi sinh viên 2 xuất.
sinh viên Dũng 8889, sinh viên Nam 8888. Được không? Như vậy mình hiểu cái hàm khởi tạo không? Chỗ này nếu mình để là sinh viên 3, SV3 bằng new sinh viên chấm phẩy, mình gọi sinh viên 3 chấm xuất, được không? Sinh viên 3 chấm xuất, chạy thử coi. Có đâu xuất, không có số liệu lấy gì xuất, được không? Và thường thì người ta sẽ làm như thế này. Thường người ta sẽ làm là đối với hàm khởi tạo mà không tham số thì người ta sẽ gán tên bằng rỗng, điểm toán bằng trừ 1, điểm lý bằng trừ 1, trừ 1.0, điểm hóa bằng trừ 1 và điểm cộng bằng 0. Thường người ta sẽ gán như vậy. Tại vì điểm trừ 1 là điểm sai, mà điểm sai có nghĩa là chưa có điểm. Chứ nếu mà gán bằng 0 thì rõ ràng là có điểm rồi. Được không? Đó, đó là một cách. Hoặc là chỗ này người ta để là null, là không có giá trị. Không có giá trị. Tùy theo cái cách mà mình quy định. Rồi bây giờ mình để null để coi mình có tính được không. Chạy ha. Vẫn bị lỗi. Cho nên mình phải xử lý. Cái phần đó mình xử lý sau. Tạm thời là mình phải khởi tạo. Nếu như mà không có khởi tạo thì mình phải nhập vô. Ví dụ như chỗ này mình gọi là sinh viên 3 chấm nhập thì tất nhiên là ok, không có gì lỗi cả. Sinh viên 3 chấm nhập, ví dụ tên sinh viên là Lam, điểm là 9 9 9, thì điểm trung bình là 9. Ví dụ thế. Chúng ta có hai sản phẩm. Bài thứ tư, nâng cấp sản phẩm bằng cách khai báo các trường dữ liệu với đặc tả là private để hạn chế truy xuất các trường đó nha. Các trường tức là các cái thuộc tính đó. Và bổ sung getter setter. Bổ sung getter setter. Ví dụ ở bên sinh viên này họ tên thay vì public thì mình đổi lại private. Điểm toán lý hóa cũng private luôn. Thì ở bên ngoài bên này mình không thể nhìn thấy được điểm toán lý hóa nữa. Thấy rồi, biến mất rồi. Vậy bây giờ giả sử như lúc đầu điểm toán là 7 nhưng mình muốn xét lại điểm toán là 8, chỉ mỗi điểm toán thôi, cũng chính sinh viên đó luôn, thì làm sao? Bây giờ mình đâu có giao tiếp được, điểm toán biến mất rồi. Nếu như điểm toán hồi nãy mà mình để ở bên này là public thì bên kia mình thấy, mình xét lại được, còn bên này nó biến mất tiêu rồi. Vậy để giao tiếp được với những cái thuộc tính thì người ta sẽ thêm vô những cái phương thức getter và setter. Click chuột phải, chọn insert code. Một là get, hai là set,
3 là cả get cả set. Thấy không? Nếu bạn chỉ insert các phương thức get thôi thì nó chèn ra get phương thức set hoặc là cả get cả set luôn. Và insert cho cái thuộc tính nào? Điểm cộng, điểm hóa, điểm lý, điểm toán, điểm và cả tên luôn. Ok. Chọn hết. Như vậy thì nó đã cho tên là get tên, set tên, get tên, set tên, get điểm toán, set điểm toán, lý, hóa, cộng và các phương thức get set. Vậy thì bên này đối với lại SV2 chúng ta chấm một cái. Chúng ta muốn đặt lại điểm toán thì chỉ cần là gì? Set. Set điểm toán. Ví dụ như sinh viên 2 điểm toán của mình đang có là 8, mình set lại thành 10.0. Mình set lại thành 10.0. Trên sinh viên 2 của mình. Sinh viên 2. Tại vì mình xuất trước khi set cho nên nó không thấy. Xuất sau. Xuất sau khi set một lần nữa. Sinh viên 2 tên là Nam. Trước khi set. Sinh viên 2 tên là Nam. Sau khi set. Điểm đã thay đổi. Toán đã thay đổi. Như vậy cái hàm get và set dùng để thay đổi một cái thông số, một cái giá trị của một cái thuộc tính cụ thể. Thì chúng ta dùng hàm get test để set giá trị vào. Tại vì sao? Nếu như vậy thì các bạn nói, ủa, thầy viết chi mà thay vì để nguyên cái biến đó mình xài, có phải là không cần phải viết thêm không? Viết thêm hai hàm chi vậy? Tại vì việc này là việc trong nhà. Cái này là chuyện trong nhà. Trong nhà có cái gì là chuyện trong nhà. Còn giao tiếp với hàng xóm thì không cho hàng xóm biết trong nhà mình có gì. Để sau này bạn còn bán được cái clap này chứ. Bạn còn bán được cái kịt này chứ. Nếu như mà cái gì bạn cũng show ra hết là người ta biết tất tần tật trong cái clap của bạn có gì, là người ta biến cái clap của bạn thành cái clap của người ta. Và người ta không cần bạn nữa. Chuyển cho người ta có một lần thôi là người ta xài mãi mãi. Còn nếu mà mình giấu hết bên trong, ví dụ cái có một cái máy sản xuất một cái bánh, thì cái máy đó mình chỉ cần cho bột vào thì nó ra cái bánh, và nguyên cái máy đó không có mở ra được, không nhìn thấy gì bên trong hết. Thì lần sau cái máy đó hư, bạn phải mua cái máy mới. Còn nếu giả sử mà cái máy đó bạn nhìn thấy cấu tạo nó ở bên trong nó có những gì, thì thay vì mua cái máy mới thì mình nhờ người khác sản xuất hàng loạt cái máy đó ra mình bán luôn. Mình không có mua nữa. Đấy, như vậy thì mục đích của mình giấu mấy cái thuộc tính là vậy. Giả sử cái thuộc tính mà tính điểm này nè, mình cũng giấu luôn. Mình cũng không biết là trong đó có cái hàm là điểm trung bình luôn. Không biết. Cái hàm đó làm cái gì, tính cái gì bên trong mình cũng không biết luôn. Thì giấu hẳn luôn. Mình muốn giấu cái gì thì mình giấu, mình muốn cho thấy cái gì thì mình cho. Bài số 4. Được chưa? Bài số 5. Rất đơn giản. Mình học mãn rồi đúng không? Nhập vào N sinh viên
Tạo mạng. Quản lý. N sinh viên. Nhập điểm. Nhập thông tin sinh viên. Có điểm ưu tiên. Có điểm cộng. Và không có điểm cộng. Có và không có. Có trường hợp là có điểm cộng, có trường hợp là không có điểm cộng. Rồi. Có sử dụng hàm khởi tạo. Còn sử dụng như thế nào là tùy các bạn. Sử dụng như thế nào là tùy các bạn. Vậy khi mà các bạn làm bài tập này, các bạn thấy là thầy cho bài tập thêm thì các bạn thấy là hơi khó. Nhưng nếu như các bạn chỉ xác định lấy 8 điểm thì đâu có vấn đề gì đâu. Đúng không? Chỉ cần xác định em 8 điểm được rồi thầy ơi. Ok. Thì đến đây thôi. 8 điểm thầy làm hết cho các bạn rồi còn gì. Ủa nãy giờ thầy cống hiến cho các bạn 8 điểm rồi còn gì. Quan trọng là ngày hôm sau lên đây có giải thích lấy được 8 điểm hay không thôi. Chứ 8 điểm của các bạn là thầy làm hết rồi còn gì nữa đâu. Phải không? Cái lúc nãy là hàm khởi tạo. Còn khi mà mình bổ sung thêm cái điểm cộng này thì lúc nhập mình nhập vô. Tại vì hiện nay là lúc nãy là chưa có điểm cộng, cho nên mình không nhập. Còn khi mà mình bổ sung thêm cái điểm cộng thì cái phương thức nhập của mình sẽ bổ sung vô. Đó, bổ sung vô. Chỗ này điểm cộng, chỗ này phương thức nhập. Đây, phương thức nhập. Code trên video. Điểm cộng. Điểm cộng cộng vô đây nè. Tôi có điểm cộng. Lúc đầu thì mình không có điểm cộng, còn khi mà có điểm cộng thì mình cộng vô đây. Tại vì giống như các bạn đi thi đại học thôi, những bạn ở miền núi hải đảo thì được cộng 1 điểm, 1.5 điểm, 2 điểm gì đó. Thì bạn lấy điểm toán, điểm lý, điểm hóa, bạn tính ra điểm trung bình xong thì cộng thêm cái điểm cộng nữa, nó sẽ ra điểm của các bạn. Được chưa? Rồi, tóm lại nội dung của mình hiện nay chỉ có 2 class. Một class là sinh viên. Đóng hết mấy cái này lại đi. Một class là sinh viên. Trong class sinh viên, chúng ta quản trị tên sinh viên, điểm toán, điểm lý, điểm hóa và điểm cộng. Được không? Mình sẽ có hàm khởi tạo. Thứ nhất là khởi tạo không có tham số. Bỏ luôn đi. Khởi tạo không tham số. Viết vậy cho nó chuẩn. Tại vì không tham số là không có cái gì bên trong hết trơn á. Còn có nhiều bạn đọc tài liệu ở trên mạng thấy mọi người đưa vô là nào là null, nào là rỗng, mà không cần thiết. Bởi vì gọi là không tham số rồi là không có gì.
không có đưa vô gì hết. Rồi cái thứ hai là khởi tạo đầy đủ thông tin thì gán vô điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm cộng, tên. Nếu như khởi tạo mà không đầy đủ thì mình gán như thế này cũng được. Thì thay vì mình viết lại một cái đoạn này 5 dòng thì mình viết cái này một dòng thôi. Tức là mình gọi lại cái hàm phía trên mình đã viết rồi. Thì thay vì mình đưa điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm cộng vô đây thì chỗ này không có điểm cộng. Có nghĩa là điểm cộng bằng 0. Thì mình đưa số 0 vô. Rồi, mình thêm hàm get và set cho tất cả các thuộc tính của mình. Set là thiết lập lại á. Get là lấy ra. Rồi ví dụ get nha. Ví dụ get. Bây giờ với cái sinh viên 2 này nè. Với sinh viên 2 này, thầy muốn lấy cái điểm trung bình ra thôi. Lấy mỗi cái điểm trung bình ra thôi. Rồi thầy tạo sinh viên 2 xong. Thầy muốn xuất điểm trung bình ra. Thầy sẽ cộng với sinh viên 2 chấm get. Get, get, get. Điểm trung bình không có. Điểm trung bình không có. Tại vì mình cho nó repeat rồi. Ok, mình get điểm toán đi. Rồi. Tại vì phương thức đó mình cho nó điểm toán. Đây, điểm toán đây. Còn cái trên là của sinh viên 1. Mình tắt sinh viên 1 luôn đi. Đây, điểm toán đây. Xuất có mỗi cái điểm toán ra thôi. Không xuất gì hết. Đôi khi mình lấy ra một thuộc tính, mình lấy ra một phương thức để mình làm việc thôi. Chứ mình không lấy hết. Cho nên là chúng ta cần phải có get, có set là vậy. Rồi thầy sẽ gửi cái đề này lên trên.